Sát nhân máu lạnh xuất hiện và điên cuồng ăn thịt người ngay trên xe bus gây rúng động thế giới. Năm 2008 tại Canada đã xảy ra một vụ giết người kinh hoàng. Nạn nhân là em Lance, 22 tuổi. Hôm ấy, thanh niên đang ngồi ngủ trên xe bus thì một người đàn ông ngồi ngay bên cạnh đã bất ngờ tấn công anh, liên tục tác động vào đầu, cổ, ngực của anh chàng. Tài xế ngay sau khi phát hiện sự việc đã dừng xe bên đường để mọi người bỏ chạy. Họ phải nhanh chóng tìm đường chạy trốn và báo với cảnh sát. Về phía chàng trai xấu số, tên sát nhân đã nhanh chóng quay lại, chặt đầu em lên rồi ném cho những người bên ngoài. Sau đó, thản nhiên ngồi cắt các bộ phận của nạn nhân xấu số và ăn như một con thú hoang chết đói. Ngay sau khi cảnh sát đến hiện trường thì khung cảnh đã trở nên quá kinh dị. Tên máu lạnh bị bắn súng gây mê rồi còng tay áp giải về đồn. Các bộ phận trên cơ thể nạn nhân được hắn đặt trong túi nhựa. Còn các phần như tai, mắt, mũi và lưỡi thì nằm lung tung trên sàn xe. Trái tim của nạn nhân đã có dấu hiệu đang bị cắn dở. Tuy nhiên, điều mọi người phải sợ hãi và dậy sóng là cái kết cho kẻ quái thú kia. Thủ phạm được xác định là một người Canada gốc Trung 40 tuổi. Và năm 2009, hắn bị tuyên bố miễn trừ trách nhiệm hình sự đối với tội giết người và được chuyển đến một trung tâm sức khỏe tâm thần an ninh cao. Mức án được thi hành cho đến giữa năm 2015. Rất nhiều người đã phẫn nộ và lên án hình phạt này có xứng đáng với một kẻ giết người hay không. Và khi được thả ra, hắn có thật sự an toàn cho xã hội? Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé!